dân ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngỡ ngàng, dừng ở lưng đèo mà nghe suối hát, ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi. Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đèo vút cao vượt qua mây gió, đằm đã tay nghèo bằng sức áo ngàn cân, đi ta đi những trai làng phù đồng, còn gì vui hơn đường ra trần mùa xuân. Ôi có những vì sao thương niềm tin, ta như ba năm. Kính mời đồng chí thượng tá Phạm Văn Trường, nữ đoàn trưởng, và đồng chí trung tá Nguyễn Quang Huy, bí thư đảng ủy, chính ủy nữ đoàn lên vị trí đón nhận huân chương. Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước số 2588 QĐ-CTN Hà Nội ngày 7 tháng 12 năm 2016. Quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 2125 ngày 24 tháng 11 năm 2016, quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng 99, nữ đoàn 99, binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Binh đoàn 12 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước lên trao quyết định gắn huân chương cho nữ đoàn 99 và phát biểu. Xin trân trọng kính mời thủ trưởng. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí tư lệnh binh đoàn tổ quân kỳ về vị trí. Cách đây vừa tròn 45 năm, ngày 23 tháng 5 năm 1972, thì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở vào giai đoạn cam go ác liệt nhất. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn quyết định thành lập Trung đoàn 99 Cầu Đường trực thuộc Cục Tham mưu Công binh Bộ Tư lệnh Trường Sơn, có sở chỉ huy đặt tại hang đá sát chân dốc Con Mèo thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiệm vụ của trung đoàn là luôn bám đường, bảo đảm giao thông thông suốt, hộ tống các đoàn xe vận tải hàng phục vụ mặt trận chiến đấu chống quân Mỹ và quân đội chính quyền Sài Gòn.
đảm bảo giao thông từ Nam sông Danh đến đường số 15 Quảng Bình, đường số 9 Quảng Trị, phục vụ chiến dịch vận chuyển khối lượng lớn binh khí, kỹ thuật theo yêu cầu của chiến trường miền Nam, giữ vững vùng giải phóng rộng lớn từ sông Thạch Hãn, đường 9 đến vĩ tuyến 17, nối liền với hậu phương miền Bắc. Trong mùa mưa năm 1972, trung đoàn tập trung chỉ đạo các đơn vị khai thác vật liệu tại chỗ, vạt núi, mở rộng lòng đường, hộ tống nhiều xe chở hàng vượt tuyến. Đơn vị đã góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trên trục đường 9, đường 14, hộ tống các đoàn xe vận tải hàng phục vụ mặt trận Trị Thiên Huế, mặt trận khu 5. Trong giai đoạn đó, những cây cầu huyết mạch như cầu Tháp Cóc, cầu Đuổi, cầu Bến Tắc đều trở thành tên tuổi gắn liền với khí thế tiến quân của đoàn quân giải phóng. Cái trung đoàn này thì là tổ chức của nó chính là một cái nút tiểu đoàn, trong đó có một tiểu đoàn cầu thuyền, gần 3 tiểu đoàn là cầu đường bộ. Trang bị thiết bị thì đầy đủ, xe máy, tất cả các loại phục vụ cho làm cầu là đều không thiếu gì hết. Và trang bị thêm một tiểu đoàn cầu, tăng cường thêm một đại đội vận tải, một xưởng sửa chữa cầu, người ta là cầu treo đầu tiên của đoàn này. Thời điểm ấy, bến phà Long Đại nằm trên trục đường chiến lược 15 tại xã Hiền Ninh, địa điểm quan trọng để vận chuyển hàng hóa, vũ khí, đạn dược, nhân lực vượt sông vào miền Nam. Đây là địa điểm không quân Mỹ Ngụy đã sử dụng các loại máy bay hiện đại nhất ném hàng triệu tấn bom có sức công phá lớn, kể cả thủy lôi đánh phá nhằm cắt đứt tuyến chi viện này. Hai bờ phà Long Đại thời ấy luôn nhuộm một màu đỏ do bom đạn Mỹ Ngụy cày xéo. Vì vậy, các chiến sĩ của trung đoàn 99 vẫn kiên trì bám trạm, kiên cường tháo bom, mở lối, bắt cầu phao, lai dắt phà, khai thông nhiều trọng điểm đánh phá ác liệt của địch, bảo đảm cho đội hình xe vượt sông đưa hàng và tập kết ở tuyến đường kín, phục vụ chiến trường. Những người lính công binh thiện chiến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại luôn nêu cao tinh thần sống bám đường, bám cầu, chết ngoan cường, dũng cảm, mở đường mà tiến, đánh địch mà đi. Tất cả vì miền Nam thân yêu. Và đây, những khẩu hiệu được viết trên những vật liệu giản dị chính là minh chứng cho sự quyết tâm của